Khi thắp nhang ngày mùng 3 Tết, cứ đọc câu này để cả năm làm ăn xuân sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm, cả năm giàu có bình an. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, thắp hương là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ Tết, dỗ chạp. Nén hương được thắp lên thì mọi người cảm thấy ấm lòng hơn. Nén hương lúc này nó không còn là cái thứ hàng hóa bình thường nữa. Nó đã trở thành một cái sản phẩm tâm linh không thể thiếu của người Việt đây cũng được xem là một cái hình thức đốt phía được sử dụng rộng rãi trong đời sống của người việt nghi thức dân hương là cái tập quán mà hầu như cái người dân châu á đặc biệt là người việt đều biết đến bất kể ở lứa tuổi nào sống ở đâu thắp hương đã đi vào cái đời sống văn hóa tín ngưỡng của người việt nam như một cái nét đẹp văn hóa truyền thống gần gũi và linh thiêng dù không phải là mê tín dị đoan nhưng mà trong tâm thức của người châu á ấy, thì đều tin rằng khi một nén hương được đốt lên, cũng như một nhịp cầu nối vô hình kết nối giữa hai thế giới âm và dương, kết nối hai thế giới vô hình và hữu hình, nơi mà có thần linh ra tiên ngự ở đó. À, tuy nhiên, về cái mặt tâm linh ý, thì có người vẫn chưa hiểu vì sao và hiểu một cách mơ hồ về cái ý nghĩa của việc dâng hương lên ông bà tổ tiên. À, thưa quý vị, cái việc thắp hương hàng ngày hay là tắp hương vào cái ngày lễ Tết Dỗ Chạp, đặc biệt là trong cái ngày mùng 3 Tết tới đây ý, là một cái hoạt động tâm linh quen thuộc của người Việt. Bên cạnh cái việc chuẩn bị lễ vật dân cúng, thì người cúng khấn cũng cần phải lưu ý cúng gì khấn gì, cầu gì mỗi khi lên hương. Nhiều người cứ tiện mồm khấn với tư tưởng trần sao âm vậy. Thế nhưng nếu muốn cái việc thắp hương cầu khấn nó phát huy được cái tác dụng tốt nhất, cầu gì được nấy, thì trước tiên chúng ta phải khấn đúng bài đã. À, theo đó, không phải ai cũng biết cách thắp hương khấn vái thế nào cho đúng và chuẩn phong thủy. À, sau đây tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách dâng hương lên tổ tiên, khấn bái để không phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh mà cũng sẽ giúp cho gia chủ cả năm làm ăn xuân sẻ, tiền vàng kéo vào à, chi tiết. Xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây. À, quý vị thân mến, khi thắp hương nên nói gì và khấn gì cho đúng để tỏ tấm lòng thành kính của con cháu với thần Phật với gia tiên. Ngay sau đây tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Về những lưu ý về thắp hương trong 3 ngày Tết giúp gia đình được bình an đón cái Tết 2024 giáp thìn được viên mãn đủ đầy hạnh phúc. À Thưa quý vị, đầu tiên quý vị cũng không nên thắp hương liên tục. Đây là một cái quan điểm còn gây ra nhiều cái tranh cãi xuất phát từ cái quan điểm dân gian là bàn thờ trong nhà ngày Tết luôn phải đỏ hương. Nên nhiều gia đình thắp hương liên tục. À, tuy nhiên cái điều này là không thực sự cần thiết cái việc thờ cúng trong ba ngày Tết quan trọng nhất là phải gì lên hương đúng cái khung giờ đẹp vì vào cái thời khắc linh thiêng đó thì cái sự kết nối giữa âm và dương trần và âm nó trở nên mạnh mẽ nhất à, khi quý vị lên hương thì cũng cần phải gì chọn cái thời khắc hưng vượng à, thì cái lời nguyện cầu có thể sẽ được linh ứng hơn cái chia sẻ thứ hai của tử thông là nên thắp mấy nén hương à, quý vị thân mến nhiều người còn băn khoăn về cái việc thắp hương mấy nén cho đúng. À, theo quan niệm của Phật giáo ấy, thì hương là một trong sáu lễ vật được dâng cúng bao gồm hương, hoa, đăng, trà, quả thực. Có một số cái lưu ý khác nhau về số nén hương cần dâng, nhưng mà người Việt thường thắp cái số lẻ 1, 3, 5, 7 hay là 9 nén hương để dâng lên. À, theo cái thuyết âm dương ngũ hành ấy, thì cái số lẻ tượng trưng cho cái cõi dương, số chẵn thì tượng trưng cho cõi âm. À, thắp một nén hương là gọi là bình an hương, tượng trưng cho cái cầu mong về cái sự bình an may mắn nếu mà thắp ba nén hương thì một nén để cầu cho tổ tiên ở quá khứ một nén để cầu cho ở hiện tại và một nén để cầu tương lai con cháu được thừa hưởng và có được cái cuộc sống viên mãn hơn thì ngoài ra người ta còn quan niệm thắp ba nén hương thì cái nén chính giữa gọi là hương giáo chủ nén bên cạnh gọi là hương thanh long nén bên phải gọi là hương bạch hổ long hổ trầu về hai bên để bảo vệ cho vật chủ à, chính là chủ nhân của ngôi nhà À, năm nén hương được gọi là thiên ngũ hành hương. À, năm nén hương được gọi là ngũ hành hương hay còn gọi được gọi là âm dương ngũ hành hương. Con số 5 tượng trưng cho năm phương trời đất, năm hướng thần linh. À, năm phương ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Bảy nén hương được gọi là bắc đầu thất tinh hương là các vị thần cai quản ở tam giới. Do đó, thấp bảy nén hương là ngụ ý mời gọi thần linh thiên binh thiên tướng. Nếu thấp chín nén hương, gia chủ sẽ cắm theo thứ tự ba hàng ba cột ở đây là mời ngọc hoàng thượng đế ở dưới là mời thập điện diêm vương à, khi gia chủ bất ngờ gặp tai họa tai ương nào đó mà cần cái sự trợ giúp của con người nhưng mà dường như vô ích thì khi đó sẽ sắp thắp, thắp chín nhân hương à, thắp hương nhiều hay ít không quan trọng chủ yếu là xuất phát từ cái tâm của gia chủ với cái tâm cầu thần hướng Phật hướng đến các vị thần linh tổ tiên là được bên cạnh đó cái trang phục khi thắp hương đó thì quý vị cũng cần phải phải hết sức lưu ý vì thắp hương ở nhà, công việc bận rộn nên là không ít gia chủ thắp hương đã quá sơ sài và không chỉnh trang lại quần áo một cách chỉnh tề. Cái điều này vô tình thể hiện cái sự thiếu tôn trọng với đứng bể trên. Do đó, mỗi khi mà thắp hương ấy thì các bạn cần phải ăn mặc chỉnh tề, không được mặc quần đùi hay là áo nụn thuộm. À, khi mà cầu khấn cũng phải liền mạch, không được ngắt quãng. Theo kiểu là gì đang khấn giỏ lại chuyển sang sắp đổ lễ hay là việc khác gì đó. À, cần phải thành tâm để cúng khấn, thể hiện cái sự tôn trọng với thần linh, với tổ tiên, với ông bà. Bên cạnh đó, à, trong quá trình sắp hương ấy, thì quý vị cũng phải chú ý một số cái điều sau đây. Khi mở hương thắp bị tắt thì nên để nguyên vị trí và đốt tiếp để cho hương cháy hết. Nên cắm thẳng hương khi thắp. À, khi thắp hương thì quý vị cũng thắp ở nơi kiến gió, tránh để lửa tắt giữa trường. À, thêm nữa, quý vị chớ nên cắm hương vào đồ ăn để dâng cúng vì cái chân hương ấy nó có thể là chứa những cái hóa chất độc nó gây hại khi mà người ăn phải à, nếu mà trong nhà có trẻ nhỏ và người già thì cũng không nên lạm dụng cái việc đốt hương vì có thể ảnh hưởng đến cái hệ hô hấp à, không bao giờ được dùng hương giả hương điện để cắm vào lư hương à, đó là những cái lưu ý cần có khi mà quý vị gì dâng hương dâng cúng lên ông bà tổ tiên và ngay sau đây tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn ngày mùng 3 tết Đấy, giúp quý vị cầu gì được nấy thì quý vị có thể tham khảo thêm một quyển sách văn khấn tuần thư nhé à, ở cái trang 27 bảy thì trong quyển sách văn khấn toàn thư này thì có 77 bài văn khấn đầy đủ tất cả trong các dịp lễ Tết Dỗ Chạp cũng như là ngày rằm ngày mùng 1 để cho quý vị có thể là gì yên tâm hơn, tự tin hơn khi mà đứng trước ban thờ cầu khấn tổ tiên thần linh. Đó. À, sau đây là cái bài văn khấn ngày mùng 3 Tết ở trang 27, quý vị có thể tham khảo nhé. À, bài văn khấn như sau: à, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, con đại chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, con kính lại ngài Hoàng Thiên hậu thổ, chư vị tôn thần, con kính lại ngài đương niên Thái Tuế trí đức tôn thần, con kính lại ngài Thành Hoàng bản thổ, chư vị đại vương, con kính lại ngài Đông Chủ Tư mệnh Táo phủ thần quân, con kính lại các ngài tiền hậu địa chủ tài thần, con kính lại các bậc tiên gia và các chư vị tôn thần cai quản trong đất này xứ này, con kính lại cao tàng tổ khảo, cao tàng tổ thí, bá thức huynh đệ, cô di tỷ muội, nội ngoại dâu rể bà cô ông Mãnh, hội đồng gia tiên họ. Kính mời các cụ hiển linh. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng Giêng, năm Giáp Thìn, à, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Gia chủ chúng con là sinh năm cùng các thành viên trong gia đình. Họ tên năm sinh. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, tháng Giêng, năm Giáp Thìn. Chúng con kính mời ngài đương niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần ngày bản cánh thành hoàng chư vị đại vương ngày bản gia táo quân cùng chư vị tôn thần lai dáng chứng lễ cho gia chủ chúng con tiết xuân năm nay xin mời các ngài phù hộ độ trì cho toàn gia khỏe mạnh tam dương khai thái vạn tượng canh tân đón mừng năm mới chúng con tưởng niệm ân đức tổ tiên như trời cao biển rộng khôn đem tất cỏ báo đáp ba xuân à, chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sắm sửa lễ vật mâm cơm, kính mời, gia tiên, thụ nhận. Kính mời các cụ, cao tầng tổ khảo, cao tàng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, nam nữ, tử tôn nội ngoại, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng dáng về linh sàng, phù hộ độ trì cho con cháu, năm mới an khang, mọi bề thuận lợi. Sự nghiệp hanh thông, bốn mùa không hạn ách nào xâm hại, tám tiết đều có điểm lành tiếp ứng tín chủ con lại mời các vong linh tiền chủ hậu chủ ở trong khu này đất này cùng về hâm hưởng dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám phụng duy cẩn cáo nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật sau khi cấn xong quý vị vái ba vái đợi hương tàn thì quý vị có thể hóa vàng mã đó à, thưa quý vị à, cái không gian thờ cúng là một cái nơi linh thiêng đó và cần phải dọn dẹp sạch sẽ vào trong những ngày tết cái công việc dọn dẹp bao bao sái cũng như là gì lau dọn bát hương lau dọn bàn thờ thì chủ yếu là nó diễn ra vào sau ngày 23 tháng chạp đấy thường là ngày 23 tháng chạp à, bát hương được mang xuống và hóa chân nhang và đốt nhang cũ đi để cho đỡ đầy bát hương thì treo đèn kết hoa bày biện lễ vật à, sau khi mà lau dọn bát hương bàn thờ xong thì chúng ta sẽ bắt đầu sắm sửa lễ vật để chuẩn bị gì những cái ngày tết trong những ngày tết ấy, thì quý vị cũng cần phải kiêng kỵ những cái việc sau đây đấy À, thưa quý vị, theo quan niệm của dân gian ấy, thì các cụ có câu là gì? Có thở, có thiên, có kiêng, có lành. Nên vào những ngày đầu năm mới, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì nên tránh những việc sau đây. Đầu tiên là cái việc kiêng kỵ, việc khóc lóc, buồn tuổi hoặc là hay là bực tức. Những cái hành động này sẽ không ai muốn làm vào cái dịp Tết. Nếu mà gặp hoàn cảnh không vui thì các bạn nên cố gắng kiềm chế, hưởng thụ một năm mới trọn viện cái niềm vui trước bên những người thân, bên gia đình, bên bạn bè. Người xưa quan niệm khóc lóc buồn tuổi vào những ngày này thì hầu như là cả năm sẽ gặp những chuyện xui xẻo không như ý muốn. À, thứ hai là gì? Kiên kỵ nói những cái chuyện xui. À, quan niệm dân gian cho rằng mỗi lời nói ra trong ngày đầu năm mới sẽ ảnh hưởng đến cái vận trình xảy ra của cả năm đó. Vì vậy các bạn đừng nói những từ xui xẻo, chết chóc hay là tiêu tùng ở đây. Thứ ba là kiên kỵ quét nhà. Thưa quý vị, theo quan niệm dân gian thì quét nhà vào trong 3 ngày đầu năm mới sẽ khiến cho gia đình vào cái năm đó bị nghèo túng, bị khánh kiệt. À, nếu cất nhà thì nên gom rác lại một chỗ rồi để sau hết Tết mới được gì mới được đổ đi à, kiêng kỵ thứ tư là kiêng kỵ mai táng à, Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết cả đấy à, là cái ngày vui nhất trong một năm có ý nghĩa linh thiêng mở đầu một năm mới mở đầu cái vận hội của trời đất à, con người và cả dân tộc vì thế mà dù gia đình có tang thì cũng phải tạm gác lại để gì qua Tết hãng làm à, thứ tư là kiêng kỵ cho lửa Đó, và nước với quan niệm lửa đỏ là may mắn cho người khác đi cái may mắn trong ngày mùng 1 Tết thì cả năm đó sẽ gặp nhiều cái xui xẻo như là làm ăn thua lỗ trong nhà thì bất hòa, ra đường thì gặp những cái tai vạ bất ngờ. Thì ngoài ra ấy, người ta cũng kiêng kỵ cho nước đầu năm vì nước được ví như cái nguồn tài lộc. À, các cụ xưa câu là gì? À, sơn quản nhân đinh, thủy quản tài. Vậy nên cái đây là cái nguồn năng lượng cho gia đình. Nếu mà cho đi nước sẽ bị coi là gì? Mất lộc À, kiên kỵ thứ sáu là kiên kỵ cho vay hoặc là trả nợ đầu năm. Và không nên vay tiền bạc cho mượn đồ đạc vào những ngày đầu năm mới vì sẽ khiến cho gia đình rơi vào cái cảnh túng thiếu nợ nần cái điều kiên kiện này xuất phát từ cái quan niệm đầu xuân ấy con người nên mở cửa để đón nhận cái tài lộc còn nếu mượn hoặc trả thì giống như là gì dâng cái tài lộc vào tay người khác tiếp theo là kiêng kỵ một số cái món ăn như là cái thịt vịt thịt chó đó cái món ăn kiêng kỵ vào mùng 1 tết thì tùy theo từng vùng miền khác nhau Đấy, nhưng mà gì? Trong năm mới đen đuổi thì mọi người đều kiêng ăn mực, ăn thịt chó. Đúng à, kiêng kỵ thứ 7 là kiêng kỵ làm vỡ đồ đạc. À, theo quy định của dân gian ấy, thì làm vỡ đồ đạc là đại diện cho cái sự chia ly, đại diện cho sự đau khổ, là một cái điểm báo không tốt đến với gia đình trong cái ngày mùng 1 Tết. À, kiêng kỵ thứ 8 là kiêng cúng ngày đương niên trong nhà. À, thưa quý vị, mỗi lúc giao thừa đến thì người Việt thường có lễ cúng ngày quan hành khiển, coi cái năm cũ và quan hành khiển chăm sóc cái việc của nhân gian trong năm mới. Cái việc này nó sẽ được làm ở ngoài sân chứ không được làm ở trong nhà. Bởi cái thời gian để bàn giao công việc giữa các quan hành khiển ấy, nó diễn ra rất là khẩn trương. Đồng thời các quan không phải trông coi cho một nhà mà là coi có cho cả nhân gian. Vì vậy làm lễ tống cựu nguyên tân các vị quan hành khiển và phán quan ấy, của năm cũ và năm mới thì đều được tiến hành phải ở ngoài trời, ở ngoài sân hoặc là ở trước cửa nhà. Lễ cúng này nhanh gọn thường bao gồm có bánh trái hương bình rượu nhỏ hoặc là gì những lễ vật đấy mà đã được Tử thông chia sẻ ở trong bài văn khấn cúng thái tuế đầu năm. Tiếp theo kinh kỵ thứ 9 là kiêng ăn đuôi cá thì ở miền Bắc và một số nơi thì người ta kiêng kỵ thì ở miền Bắc có một số nơi cầu may năm mới đầu năm bằng cái việc ăn cá chép, cái loài cá vượt vũ môn hóa rồng. Nếu mà ăn cá chép trong 3 ngày đầu năm mới thì trong năm sẽ được hanh thông thuận lợi, cái chuyện học hành thì được tốt lành công việc thì được thăng tiến, gia đạo thì mở mang. À, tuy nhiên, nhằm tăng thêm sự may mắn thì người ta cũng tránh bỏ cái phần đuôi cá ra để để còn dư thừa, để tích lũy trong năm mới, chứ không chỉ đủ ăn đủ mặc. đó. À, kiên kỵ thứ 10 là kiên kỵ trượt chân vấp ngã. Trẻ con thanh niên thường được người lớn dặn dò là trong những ngày này thì nói chung ấy, tránh trượt chân, tránh vấp ngã để tránh rông cả năm nhé đó vân vân thì ngoài ra còn một vài cái kiên kỵ khác mà đã được từ thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn ở trong quyển sách văn khấn tuần thư ở trang 29 thì quý vị cũng có thể tham khảo thêm về những cái điều kiêng kỵ về những ngày Tết. À quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn à, về cúng trong cái ngày mùng 3 Tết. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.